Top Jolly là trung phong có thể hình rất vượt trội của Đà Nẵng Dragons. Vâng, và Hồng Gia Lân vừa chứng tỏ là anh không hề thấp bé tí nào cả. Anh vừa ghi 2 điểm cho đội bóng của mình. Hai điểm tính cho Hồng Gia Lân. Jaywon Hill, 2 điểm tính. Ba điểm, bóng đập vào vào số. Và ném 3 điểm khá may mắn. Vâng, tiếp tục là những pha lên rổ từ xa. Hồng Gia Lâm quá hay. Pha ném bóng bằng tay trái rất đẹp mắt. Jaywon Hill, 3 điểm. Điểm của mình, nhưng mà Jaywon Hill đã có mặt kịp thời. Nhưng với một pha assist, một pha chuyển bóng cũng không hề thua kém. À, để trận crossover 3 điểm. Chính xác. Pha lên rổ rất mạnh mẽ. Sau ngay sau đấy là một pha tiếp bóng của Jaywon Hill. Jaywon Hill, vâng, thể hình vượt trội, anh ghi 2 điểm. Vâng, pha block rất đẹp mắt. Hồng Gia Lâm với một pha assist và một pha đâm rổ của Jaywon Hill. Pha lên rổ đẹp mắt của Hồng Gia Lân, 2 điểm cho anh. Justin Young sẽ câu nờ. Pha ném bóng bằng tay trái, 2 điểm tiếp theo. Vâng, và thời gian thi đấu kết thúc. Chung cuộc tỷ số là 53-56 dành cho Hồ Chí Minh City Wings sau 4 hiệp thi đấu. 63-56, xin lỗi thưa quý vị và các bạn.